Rồi, chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một bài liên quan đến bất động sản. Có cái tiêu đề cầm đàn chạy trước ô tô, nhà đầu tư lỗ ngay hơn 2 tỷ đồng. Đây là một cái bài theo mình khá là hay các bạn. Để qua chia sẻ của một số nhà đầu tư á, mình học thêm một số kinh nghiệm nữa. Như các bạn đi đầu tư bất động sản, nó có những cái tình huống rất là éo le các bạn. Khi chúng ta lời, chúng ta rất là hào hứng, chúng ta chưa kịp chốt á, hôm qua cái cơn sốt rồi, khi quay trở lại cái đồng tiền của chúng ta nó mất đi rất là nhanh các bạn, nghĩa là cái vốn của chúng ta nó bị âm. Bài này để mình chia sẻ với các bạn nguyên nhân vì sao các nhà đầu tư lại lỗ nặng đến như vậy và chúng ta cần làm gì sau này gặp những cái tình huống chúng ta tránh để bảo vệ cái tài sản của mình. Bài này nó có nội dung như thế này các bạn này. Những năm gần đây khi quỹ đất tại trung tâm Hà Nội gần như đã cạn kiệt, cùng với đó là giá đất ngày một tăng cao, theo đó nhiều nhà đầu tư đã có xu hướng dịch chuyển đến vùng ven và các tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư khiến giá đất cũng tăng đột biến. Cùng với sức nóng của nhu cầu đầu tư, nhiều người đã đổ hết vốn liếng của mình để đầu tư đất đai, nhà cửa ở các khu vực ven đô, nhất là những nơi có thông tin quy hoạch hạ tầng khu đô thị. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do không tìm hiểu kỹ thông tin dự án và đặt niềm tin quá lớn dẫn đến nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề, thậm chí lỗ cả tỷ đồng. Theo anh Quang Hưng, nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết, thời điểm năm 2019 khi thị trường bất động sản tại Quảng Ninh mới nổi lên, mỗi ngày anh nhận hàng chục cuộc điện thoại từ môi giới bất động sản mời mua đất. Ban đầu anh Hưng không có ý định đầu tư tại thị trường này, mà muốn mua đất trong nội đô để xây nhà cho thuê sẽ bền vững và an toàn hơn. Cùng thời điểm đó, sau khi có thông tin Quảng Ninh chuẩn bị thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn, anh Hưng bắt đầu mới chú ý đến thị trường này và sôi sục tìm mua đất. Như vậy, thời điểm chuẩn bị lên đặc khu ở Vân Đồn các bạn này, nó rơi vào năm 2017, 18 chứ không phải là năm 2019 đâu các bạn ạ. Có thể cái đoạn này người ta ghi bị nhầm các bạn. Nhớ lại ngày ấy anh Hưng kể, tôi cũng đọc nhiều thông tin thấy rằng các khu đặc khu kinh tế trên thế giới này được thành lập giá đất đều nóng sốt tăng chóng mặt. Nên khi đó tôi nghĩ đến đi trước đón đào có thể hái ra tiền. Như vậy đây là một nhà đầu tư cũng tìm hiểu thông tin cũng khá là kỹ các bạn. Chứ không phải tự nhiên mà nhảy vào trong cái thời điểm mà thị trường nó đang nóng sốt. Sau đó anh Hưng bỏ ra 7 tỷ đồng để mua 3 lô đất, mỗi lô 80 mét vuông với số tiền là 29 triệu đồng một mét. Thời điểm mới xuống tiền chỉ trong vài ngày, những mảnh đất của anh Hưng đã tăng vọt từ 29 triệu đồng lên 35 triệu đồng một mét, thậm chí có mảnh được trả lên tới gần 40 triệu đồng trong một thời gian rất là ngắn. Nếu bán ngay là lời số tiền cũng khá đó các bạn, từ đa lên đa là lời 6 triệu một mét các bạn này. Còn những cái lô vị trí đẹp thì lên được 40. Khi đó nhẩm tính anh Hưng thái lãi từ 1,5 đến 2,1 tỷ đồng. Lúc đó anh Hưng vẫn đắc chí cho rằng mình đầu tư đất ở Vân Đồn là một quyết định đúng đắn. Nên dù lãi anh vẫn quyết chờ thêm một thời gian nữa rồi mới bán. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Chỉ trong 2 tháng đầu tư, việc thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn đã tạm dừng. Từ đó giá đất liên tục lao dốc về giá trị thật. Thậm chí bước qua đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá đất lại tiếp tục giảm thêm. Đó các bạn ạ. Nhiều khi có những cái biến cố mình không lường trước được các bạn. Lời nhưng mà lời trên sổ sách thôi. Chứ còn khi nào chúng ta bán được thì cái đồng tiền nó mới về mình thì mới gọi là lời được. Nó cũng giống như thị trường chứng khoán các bạn nha. Xanh xanh đỏ đỏ bạn này. Nhiều khi lên xanh mấy phiên thấy tài khoản mình nó nhân lên nhìn rất là sướng, nó là mình nghĩ là mình lời chúng đó, nhưng khi nào chúng ta bán thì mới gọi là lời. Còn nó xanh xanh ở đỏ cũng không ai nói trước được các bạn, có khi nó bạn chỉnh cỡ 2 phiên làm mấy cây sàn liên tục tài khoản của chúng ta bay đi vài chục phần trăm liền các bạn. Thì đất cát này cũng vậy, bình thường khi nó tăng giá là chúng ta thấy lời rất là cao. Nhưng mà có chuyện là chúng ta phải chốt đi thì cái đồng tiền đó mới về tài khoản của mình. Nó về túi của mình. Chứ còn nó nằm đó thì cũng vô chừng lắm các bạn.
Ví dụ như trong trường hợp này khi lục địa khu rừng là mình nói các bạn là đất nó lao dốc rất là nhanh các bạn. Từ lúc đặt đỉnh khoảng 35 triệu đồng một mét, giá đất tại Vân Đồn rất thê thảm xuống còn dưới 22, 23 triệu đồng một mét. Đến năm 2021, giá đất được đưa về khoảng 16 đến 20 triệu đồng một mét. Là các bạn thấy nó giảm đi 40% các bạn ạ. Giá đất đã chạm đáy khiến tôi băn khoăn giữ lại cũng không được mà bán cũng không xong. Mặc dù lỗ nặng cho đến tháng 3 năm 2021 lợi dụng cơn sốt đất cục bộ khiến thị trường bất động sản nóng lên, anh Hưng đã bán tất cả 3 lô đất với giá bình quân là 20 triệu đồng một mét. Tổng cộng là 4,8 tỷ đồng, nghĩa là lỗ 2,2 tỷ đồng sau một năm đầu tư. Lỗ đây là lỗ số tiền của chúng ta bỏ ra đây các bạn này. Còn chúng ta tính lãi suất ngân hàng cộng từ ngày đó cho đến bây giờ là số tiền của chúng ta lỗ còn trên con số này nữa. Tình hình lúc đó tôi cũng muốn biết nên làm thế nào, vì rõ ràng nếu cứ giữ sẽ có lúc quay lại ban đầu nhưng không biết thời gian chờ bao lâu. Còn nếu bán đi thì tôi lỗ hơn 2 tỷ đồng. Giá như bán ngay từ lúc đầu có lãi thì không đến nỗi lỗ thê thảm như vậy. Thực tế trên thị trường bất động sản không thiếu những trường hợp phải cắt lỗ nặng khi chạy theo xu hướng đấu đầu quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nhiều nhà đầu tư F0 vẫn còn là tín đồ của xu hướng này trong khi vẫn còn nông kinh nghiệm. Hôm qua cái bài này các bạn xem là thử, có khi cũng có dáng dấp của mình trong đó. Rất là nhiều trường hợp xảy ra như thế này, chứ không ít đâu các bạn. Rồi, qua cái bài này mình có một vài ý mình chia sẻ thêm với các bạn như thế này. Chúng ta học bài học thành công của người khác là một điều rất là tốt, nhưng bài học thất bại cũng rất là đáng giá các bạn. Thường thường những bài học thất bại có khi nó còn giá trị hơn rất là nhiều lần so với những bài học thành công. Quay lại quá khứ vào năm 2017-18 các bạn này, khi Quốc hội còn đang bàn bạc thông qua luật đặc khu á, thì tại những tỉnh và thành phố Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phan á, tại ba cái địa phương này đất lên những cơn sốt rất là khủng khiếp các bạn. Thời điểm đó các bạn biết dường như báo chí người ta đang tải hàng ngày các nhà đầu tư nhân 2, nhân 3, nhân 4, thậm chí nhân 10 tài sản. Chẳng nghĩ là những người nào đã vào trước đó cách đây đôi năm rồi, chẳng nghĩ là người ta nghe ngóng được thông tin hiện bây giờ Bộ Chính trị hay là Quốc hội đang bàn về cái luật đặc khu này là họ đã vào thị trường trong đó, người ta mua trước, người ta ém hàng sẵn rồi các bạn. Chỉ chờ thông tin ra là người ta bán các bạn. Câu chuyện nó nằm ở chỗ này các bạn ạ. Vào năm 2018 có những cái sự kiện chính trị ở Việt Nam. Tại cái thời điểm mà đang bàn thông qua luật đặc khu á, các bạn biết là rất là nhiều người dân của chúng ta đã xuống đường biểu tình. Nhiều nơi người biểu tình còn tấn công vào các cơ quan công quyền. Điều đó cho chúng ta thấy cái phản kháng của người dân như thế nào. Vì họ cho rằng sau khi cái luật này được thông qua thì người ta sợ rằng Trung Quốc sẽ sở hữu đất của Việt Nam chúng ta. Lúc đó trong cái dự thảo của chúng ta, cái thời gian cho thuê đất lên đến 99 năm các bạn. Một thời gian rất là dài. Trước tình hình phức tạp như vậy, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Quốc hội bỏ phiếu là quyết định loại chương trình thông qua luật đặc khu. Luật đặc khu này là cái từ gọn, còn cái tên chính thức của nó là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Mà nói các bạn, những thời điểm đó ở chính trị Việt Nam của chúng ta rất là nóng các bạn, rất là nhiều cuộc biểu tình xảy ra. Trước khi bỏ phiếu mà nói các bạn là chủ tịch Quốc hội cũng phải nói lên cao là Quốc hội kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào quyết định của Đảng, của Nhà nước, và đặc biệt là với những dự án luật quan trọng sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Là các bạn biết cái tình hình của chúng ta lúc đó nó nắm hổ như thế nào. Để nói thêm với các bạn một cái chuyện như thế này. Trước khi Quốc hội bàn bạc có khả năng là dừng thông qua cái luật này, có nghĩa là nhiều người đầu tư đã có thông tin rồi các bạn. Họ đã bán và rút ra khỏi thị trường. Còn rất là nhiều nhà đầu tư không theo dõi tình hình thời sự vẫn còn đang tiếp tục vào thị trường. Sau này rất là nhiều người đã bị mắc kẹt tại những cái nơi này với một cái nền giá rất là cao. Cái đỉnh bất động sản Việt Nam nó rơi vào năm 2018 lại trúng cái thời điểm chúng ta đang bàn
thông qua Lục Đặc Khu nữa. Cái thời điểm đó các bạn biết là cả nước của chúng ta đều lên những cơn sốt hết. Đặc biệt là ba địa phương này là sốt đất một cách kinh khủng đó các bạn. Dường như là mua đâu là tháng đó. Ở Phú Quốc mình đã có những bàn chia sẻ các bạn đó. Người ta mua, người ta lời mấy chục lần. Và các bạn biết tài sản nó khổng lồ như thế nào. Thì sau khi Quốc hội dừng thông qua Lục Đặc Khu á, thì giá đất tại các khu vực này bắt đầu lao dốc. Đặc biệt năm 2019-20 có dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nữa, cho nên là làm cho cái giá bất động sản nó giảm còn sâu hơn nữa. Có những nơi nó mất 30-40%. Bây giờ mình chia sẻ thêm với các bạn một ý nữa như thế này. Nếu gặp những trường hợp như thế này thì chúng ta xử lý như thế nào? Nếu như chúng ta nghe những thông tin mà nó không được tốt đẹp, nó có chiều hướng xấu đi, là ngay từ ban đầu chúng ta phải cắt, chứ đừng có để các bạn. Mà khi đã cắt rồi là chúng ta phải cắt một cách quyết liệt, không có chần chừ nữa các bạn. Tại vì chúng ta chần chừ, thị trường nó càng ngày nó càng nguội lạnh á, thì giá nó càng ngày nó càng tụt sâu hơn nữa. Chúng ta cắt càng sớm á, là chúng ta có cơ hội vẫn bảo vệ được lợi nhuận. Thay vì chúng ta lợi nhuận cao thì bây giờ chúng ta lợi nhuận nó thấp đi lại. Mình nói các bạn, để bán cát một cái bất động sản khi nó đã qua cái đỉnh là bị ấp chế tâm lý cũng lớn lắm các bạn. Tại vì phần đa khi chúng ta bán, lúc nào ta cũng nhìn tới cái đỉnh. Trong tâm lý của chúng ta lúc nào cũng luyến tiếc cái đỉnh đó. Ví dụ như trước đó chúng ta bán được 40 triệu một mét vuông và chúng ta lời số tiền rất là lớn. Bây giờ bán còn 35, tự nhiên chúng ta thấy mất 5 triệu đồng một mét vuông. Nhân ra là số tiền cũng tương đối đó các bạn. Cho nên trong cái tâm lý, trong cái tâm trạng của các nhà đầu tư có cảm giác mình đã mất đi một số tiền như vậy rồi. Cho nên khi bán là bán cũng không có quyết liệt các bạn. Đây là một cái tâm lý rất là chung của tất cả các nhà đầu tư, chứ cũng không ai tài giỏi đâu các bạn. Cái này phải có sự rèn luyện theo thời gian mới đủ dũng khí để cắt một cách quyết liệt. Có nghĩa là thị trường lúc đó 35 triệu, những nhà đầu tư nào chấp nhận muốn thoát ra khỏi thị trường là người ta bán dưới cái giá 35 triệu, có thể là bán 31, 32, 33 vậy đó, tùy theo thời điểm nữa thì mới thoát được hàng. Chứ còn bán theo đúng giá thị trường là không bao giờ bán được các bạn. Đó là cái đà đang rơi thì mình không bao giờ bán theo giá thị trường được, phải bán dưới giá thị trường thì lúc đó mới có người ta nhảy vào, họ có khả năng là họ cũng gọi là bác đái các bạn này. Có khi người ta săn tay, người ta kiếm mấy chục, tranh thủ thời cơ đó thì thoát hàng. Còn chúng ta để càng ngày cái giá nó càng giảm, hai năm chúng ta nhìn lại chúng ta mất đi tài sản 30-40% là có chuyện có thật các bạn. Rất là nhiều nhà đầu tư đã dính vào cái cảm xúc như thế này, rất là khó thoát ra khỏi cái tình huống như thế này, khó lắm các bạn. Bây giờ đặt ra thêm một cái tình huống nữa, trường hợp nếu như chúng ta không vay mượn, nếu đã gồng được mấy năm cho đến bây giờ thì theo quan điểm của nhân mình là chúng ta chấp nhận giữ luôn. Vì theo thời gian về lâu dài, bất động sản sẽ thiết lập một cái giá mới các bạn. Vì các bạn biết khoảng 5 năm đến 10 năm sau á, khi hạ tầng được nhà nước đầu tư, đồng thời chúng ta cũng chuẩn bị cho một cái chu kỳ bất động sản mới, thì bất động sản nó sẽ thiết lập một cái đỉnh mới và nhà đầu tư dần dần sẽ có lợi nhuận trở lại. Vấn đề của chuyện ở đây là thời gian các bạn. Chúng ta có chờ được hay là không? Đường ngắn chúng ta lỡ thua rồi thì bây giờ chúng ta phải chuyển chiến thuật sang đầu tư dài hạn. Vì đường dài sẽ khắc phục được những sai lầm của chúng ta. Thì trong đầu tư nó cũng có những cái tình huống như vậy các bạn. Có thể các bạn có thêm nhiều cái ý hay hơn nữa thì có cái gì hay thì các bạn chia sẻ với cộng đồng. Tại vì ở đây còn rơi vào trường hợp ví dụ như là vay hoặc là không vay, hoặc là có một cơ hội đầu tư khác tốt hơn, có thể người ta chấp nhận, người ta cắt lỗ rồi người ta đi đầu tư một cái bất động sản khác, hoặc là cái địa phương đó hiện bây giờ nó không còn bùng nổ nữa, hoặc là rất rất nhiều lý do mà tùy theo tình hình địa phương ở đó và tùy theo cái quan điểm mà các nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định làm sao trong một thời gian ngắn nhất có thể khắc phục được những cái hậu quả mà chúng ta đã lỡ lao vào.
Rồi, ngày nay mình có một cái bài ngắn chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. À. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.